chào các em, hôm nay cô Hoa sẽ hướng dẫn các em tiếp tục giải cái câu số 2 trong cái đề thi học sinh giỏi vật lý lớp 8 mức độ cấp huyện nhé Giống như các em đang nhìn thấy ở đây Đề bài là một người đi xe máy chuyển động trên quãng đường AB Nửa quãng đường đầu thì người đó chuyển động với vận tốc là V1 bằng 10m trên dây Và nửa quãng đường sau thì người đó chuyển động với vận tốc là 54km trên giờ Tính vận tốc trung bình của người đi xe máy trên cả quãng đường AB ra đơn vị mét trên giây và đơn vị là km trên giờ. Đây là một bài toán khá dễ. Một bài toán khá là cơ bản trong số các bài toán để ôn thi học sinh giỏi vật lý. Vậy thì việc đầu tiên, các em hãy tạm dừng video và các em tự giải cái bài toán này. Sau đó, sau khi các em làm xong thì các em kiểm tra lại cái phần hướng dẫn và phần đáp án của cô ở bên dưới. Xem là mình làm đã đúng hay chưa các em nhé. Rồi, vậy bây giờ cô sẽ hướng dẫn chữa bài này như sau. Thực ra là cô cũng đã giải chi tiết chứ cũng không còn là hướng dẫn nữa vậy đối với phần này việc đầu tiên với cái dạng bài này thì kem nên vẽ đoạn đường ab ra vẽ đoạn đường ab sau đó bài này người ta cho làm hai quãng đường và đây là nửa quãng đường đầu và nửa quãng đường sau vậy có nghĩa là quãng đường ab này người ta chia ra thành hai phần bằng nhau Vậy nửa quãng đường đầu nếu như chúng ta gọi là quãng đường đầu là S1 thì S1 của chúng ta bằng S chia 2 và nửa quãng đường sau nếu như kem đặt nó là S2 thì S2 cũng bằng S chia cho 2. Và thời gian và vận tốc đối với nửa quãng đường đầu thì chúng ta đặt cho nó là chỉ số 1 và thời gian và vận tốc đối với nửa quãng đường sau thì chúng ta sẽ đặt cho nó là chỉ số 2 giống như kem nhìn thấy ở trên màn hình kia. Một phần nữa kem lưu ý hộ cô đó là đơn vị nhiều bạn gặp bài thi là cứ thế là làm luôn, không chú ý đến đơn vị. V1 ở đây là đơn vị mét trên dây, nhưng V2 ở đây lại là đơn vị km trên giờ. Vậy chúng ta phải nhất quán, một là đổi về km trên giờ, hai là đổi sang mét trên dây Vậy đối với bài này, cô đổi V2 từ 54 km trên giờ sang mét trên dây cho nó dễ nhìn. Thế còn đổi từ km trên giờ sang mét trên dây thì là chắc là chúng ta cũng đã biết làm rồi Nhưng nếu như bạn nào quên thì đây cô hướng dẫn qua lại một chút để cho chúng ta dễ hình dung này 54 km trên giờ Và khi chúng ta muốn chuyển sang mét trên giây thì chúng ta chuyển 54 km sang mét Vậy đó sẽ bằng là 54 mà nhân với 1000 Vậy đây, nó sẽ là 54.000 và đơn vị ở trên này của chúng ta là đơn vị mét Thế còn dưới mẫu của chúng ta là 1 giờ 1 giờ thì bằng 60 phút 1 phút thì bằng 60 giây Vậy thì 1 giờ sẽ là bằng 3600 giây Và lúc này chúng ta đã có đơn vị là thay vì km trên giờ mình đã có đơn vị là m trên giây Và kem bấm máy tính 54.000 chia cho 3600 và chúng ta sẽ được kết quả là 15 m trên giây Và trong bài thi chúng ta không cần phải áp dụng cái cách đổi ở đây Cô chỉ hướng dẫn cho bạn nào mà chưa biết cách đổi và quên mất thì kiểm tra lại thôi còn trong bài thi các em chỉ cần ghi là đổi V2 bằng 54 km trên bằng 15 m trên giây Và đây cô có ghi lời giải chi tiết gọi rất là cẩn thận Gọi chiều dài quãng đường AB là S Đây, cả cái quãng đường này cô gọi là S Thì gọi thời gian đi hết nửa quãng đường đầu là T1 V1 người ta đã gọi rồi nên cô không gọi lại nữa Gọi thời gian đi hết nửa quãng đường sau là T2 Vậy thì chúng ta sẽ có là T1 T1 sẽ bằng S1 chia V1 Thế mà S1 thì lại bằng S chia 2 Thế nên T1 sẽ bằng S chia cho 2V giống như ở đây Vậy công thức này nếu như ai quên thì cô nhắc lại Đó chính là công thức là vận tốc thì được tính bằng quãng đường chia cho thời gian Vận tốc bằng quãng đường chia cho thời gian Thế thì thời gian sẽ bằng quãng đường chia cho vận tốc V nào thì S đấy, T đấy Vậy nếu như mình tính T1 thì đây sẽ là S1, V1 Tương tự như thế, đối với phần T2 khi mình tính T2 thì S sẽ là S2V2. Mà S2 của chúng ta cũng bằng S chia 2 nên phần tử của chúng ta sẽ là S chia 2 và chia cho V2. Chúng ta được kết quả T2 giống như kem đang nhìn thấy ở đây. Sau đó chúng ta áp dụng đúng khái niệm về vận tốc trung bình để chúng ta tính. Vận tốc trung bình được tính bằng tổng quãng đường chia cho thời gian để đi hết được bấy nhiêu quãng đường, hết cái tổng quãng đường đấy. Vậy thì quãng đường của chúng ta ở đây là S và tổng thời gian của chúng ta ở đây là t1 cộng với t2. Vậy mình thay hết vào, mình sẽ rút ra được vận tốc trung bình và cô sẽ có được cái biểu thức vận tốc trung bình của người đi xe máy trên quãng đường AB là đây, v bằng s chia cho t bằng s chia cho t1 thì có biểu thức ở đây, cô thay vào. V2, t2 thì có biểu thức ở đây, cô thay vào và cô sẽ được biểu thức như thế này. Vậy trên tử có s, dưới mẫu, cô rút s ra bên ngoài làm nhân tử chung thì dưới mẫu cô sẽ còn lại kết quả như thế này. Và quy đồng rồi nhân chéo nó lên chúng ta sẽ được kết quả là 2V1 V2 chia cho V1 cộng với V2. Hai hai lần tích chia cho tổng. Và thay số. Bài này người ta cho số rồi, vậy chúng ta thay số vào và chúng ta bấm máy tính được kết quả là 12 m trên giây. Và kem đổi ngược lại nó sẽ ra là 43,2 km/h. Vậy đây là một cái bài toán vật lý nó không phải là quá khó khăn gì. Cảm ơn các em đã theo dõi cái video của cô Cuối video thì các em có thể tham khảo thêm cái bài tập số 3 Đây là bài tập số 3 mà cô sẽ chữa trong cái video tiếp theo Các em có thể chép vào để mình làm Sau đó thì chúng ta xem cái video tiếp theo để xem xem là mình đã làm đúng hay chưa Chiều dài một đường đua hình tròn là 300m Hai xe đạp chạy trên đường này hướng tới gặp nhau với vận tốc là V1 bằng 9m trên dây và V2 bằng 15m trên dây Hãy xác định khoảng thời gian thứ nhất tính từ thời điểm họ gặp nhau tại một nơi nào đó trên đường đua đến khi mà họ gặp lại nhau tại chính nơi đó các em nhé lưu ý là phải gặp tại chính nơi đó chứ không phải là gặp nhau ở một nơi khác trên đường đua sau khi các em làm xong các em nhớ comment cho cô xem đáp số của các em là bao nhiêu cảm ơn các em xin chào và hẹn gặp lại